Đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Mì tôm thanh long bữa giờ hot rần rần luôn. Đây là linh vật của mì tôm thanh long Cathy nè mọi người. Có cả mì trộn spaghetti nữa nha mọi người. Wow. Bên trong có mì tôm là có một gói sốt với lại một gói rau củ sấy. Trái thanh long không những có trong mì tôm mà còn có trong mì trộn spaghetti nữa nha mọi người. Đây. Đó, trong đây nó sẽ có những cái gói gia vị như thế này. Gói sốt với lại một gói sốt cà chua và một gói rau củ sấy với lại một bịch mì tôm thanh long. Chờ. Cái mì trộn này á là đổ nước sôi vô để cho nó khoảng 3-4 phút để nó chín, xong rồi là mình sẽ trộn nha. Trời ơi, ăn cái mì này cũng phải vất vả lắm nha, chờ dài cổ luôn mới có cái mì để ăn. Cái sợi mì nhìn cái màu nó đẹp thiệt sự luôn á nha mọi người, tại vì nó có thanh long á nên có cái màu hồng hồng đỏ đỏ. Ta nói dở cái nắp ra thôi là thơm bát ngát luôn, mà công nhận là ngon nha mọi người, rất là dễ ăn. Cái sợi mì này nó dai hơn sợi mì bình thường mọi người, mà cái màu nó rất là đẹp luôn, nhưng mà nó không có rõ cái vị thanh long nha mọi người. Tôi thấy cái mì này rất là đáng thử luôn, nhưng mà hơi khó mua chút, mọi người mua thì chịu khó đợi hơi lâu. Còn cái này là mì trộn spaghetti thanh long. Cái mì này ngon nha, tại tôi thích ăn khô hơn, bây giờ tôi thích ăn cái mì này hơn. Nhưng mà cái vị của nó sẽ thiên chua chua của cái vị cà chua á mọi người. Nói chung khá là đáng thử nha.